hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022. Trong các ngày 12, 13, 19 và ngày 20 tháng 7 năm 2022, Ban Chỉ đạo Chăm sóc Người Có Công với Cách mạng huyện Tân Lạc phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho 140 người có công và thân nhân người có công với cách mạng tại Trung tâm Y tế huyện. Tại chương trình, người có công và thân nhân người có công với cách mạng được thăm khám, tư vấn sức khỏe, kê đơn, cấp phát thuốc miễn phí, tư vấn các kiến thức phòng tránh một số bệnh phổ biến nhằm nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Chương trình được tổ chức thực hiện không đơn thuần chỉ là hoạt động tư vấn, khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà, thiện nguyện, mà đây còn là hoạt động rất thiết thực nhằm tri ân những người có công với Tổ quốc, thể hiện tình cảm uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa đối với những người có công với cách mạng trên địa bàn huyện.